Thưa quý vị, để tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, thực hiện chỉ thị của Tòa án Nhân dân tối cao về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác, năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng các quy trình, thủ tục, tiếp nhận và xử lý công việc tại bộ phận hành chính tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Về định hướng cải cách tư pháp năm 2021-2030, trong nhiều kỳ họp quốc hội, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã nhận định cải cách tư pháp là xu thế liên tục phổ biến ở rất nhiều quốc gia. Việt Nam cũng nằm trong xu thế tất yếu đó. Nếu đặt phép so sánh thấy rằng ở các nước khác, thẩm phán là tầng lớp cao quý, người dân không nghi ngờ quyết định của thẩm phán, không cần kiểm soát sự liêm chính của thẩm phán. Quyết định của thẩm phán ban hành được coi là chân lý. Do vậy, cải cách tư pháp cần đẩy mạnh để đáp ứng sự thay đổi của tình hình mới. Đó là nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin đặt ra mục tiêu năm 2023 hoàn tất xây dựng tòa án điện tử. Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới để hội nhập quốc tế. Các tranh chấp quốc tế xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta không cải cách, không đổi mới, sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong hoạt động tư pháp và phòng chống tội phạm, trong đó có điểm nhấn quan trọng về tòa án điện tử trong tương lai. Với sự phát triển nhanh về công nghệ, đi kèm là những rủi ro và tội phạm gia tăng, hoạt động của tòa án phải đổi thay như một sự tất yếu để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong thời gian qua, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các tòa án nhân dân huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh trong giải quyết án hành chính. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch. Xây dựng bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, công khai minh bạch các hoạt động của tòa án, công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên trang thông tin điện tử tòa án. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tố tụng cũng đã được ghi nhận trong các bộ luật về tố tụng. Theo đó, ghi nhận việc gửi, nhận đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo bằng phương tiện điện tử. Việc cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng bên cạnh các phương thức tống đạt trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính thì bổ sung phương thức tống đạt bằng thư điện tử. Quy định các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phải được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tòa án. Đây là quy định mới nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, đồng thời cũng là nền tảng để xây dựng tòa án điện tử và hướng tới xây dựng tòa án thông minh trong tương lai. Về công tác cải cách thủ tục hành chính của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh trong năm qua tiếp tục được quan tâm. Trong năm 2021, thì Tòa án Nhân dân hai cấp đã mạnh dạn đổi mới các hoạt động về thủ tục hành chính, trong đó là chú trọng công tác tiếp công dân, các cái phòng tiếp công dân ngay từ khâu đầu tiên để cho người dân tiếp cận nhanh chóng được các cái nội dung của tòa án mà cần được định hướng tới. Về cơ bản thì tòa án tối cao đã xây dựng được các cái phần mềm, các cái ứng dụng, các trang điện tử, và đến nay thì người dân có thể khai thác các cái hoạt động về hành chính như là mẫu đơn khởi kiện, bản tự khai, các cái quyết định, các cái bộ tố tụng dân sự cũng như là tố tụng hình sự, hình chính đều được công bố trên cái trang thông tin điện tử của tòa án tỉnh cũng như là tòa án tối cao. Về trang công bố bản án cũng được công khai, tòa án tỉnh cũng như tòa án cấp huyện của tòa án tỉnh Tây Ninh đã công bố tất cả các bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tối cao quy định trên cái cổng thông tin điện tử của tòa án. Trong năm 2022, Tòa án Nhân dân tối cao đã có một định hướng đưa vào ứng dụng tòa án điện tử, và theo cái kế hoạch là thực hiện từ tháng 2, tháng 3 năm 2022 và đưa vào triển khai cho toàn quốc. Thì trên cơ sở của cái ứng dụng
này thì người dân có thể tiếp cận được ở một cái góc độ khác trong cái thời đại công nghệ 4.0. Bây giờ thì người dân cũng có thể là tra cứu các cái bản án của tòa án tỉnh đã xử với hiệu lực pháp luật trên cái cổng thông tin điện tử, cũng như là các cái án lệ và kể cả lịch xét xử ở trang điện tử của tòa án. Năm 2022 tiếp tục hoàn thiện về các cái trang điện tử cũng như là các cái hệ thống phần mềm để cải cách hành chính tốt hơn. Thưa quý vị, chương trình xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền về cải cách tư pháp, triển khai thực hiện nghiêm túc các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất cho Tòa án Nhân dân các cấp. Trước những yêu cầu nêu trên, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin của Tòa án Nhân dân là rất quan trọng. Có thể nói đây là công tác có vai trò quyết định của hoạt động cải cách tư pháp, bởi vì Tòa án là cơ quan giữ vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, nơi thể hiện kết quả hoạt động cuối cùng của hệ thống tư pháp. Để tòa án thực sự thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, thì nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực. Cho nên, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xét xử là cần thiết. Tòa án Nhân dân tỉnh đã triển khai và sử dụng ứng dụng chữ ký điện tử để thực hiện việc ký quyết toán số, gửi văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ công. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện trực tiếp và qua mạng Zalo nội bộ, qua hộp thư điện tử công vụ đến Tòa án Nhân dân cấp huyện, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian gửi nhận văn bản, thúc đẩy cải cách hành chính tại đơn vị. Trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đăng tải các tin hoạt động của Tòa án Nhân dân hai cấp, góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Các chuyên mục hướng dẫn thủ tục để người dân có thể tham khảo các thủ tục đăng tải công khai lịch xét xử của Tòa án Nhân dân hai cấp, lịch tiếp công dân. Công tác cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tòa án Nhân dân hướng tới việc bảo đảm tính dân chủ công khai trong hoạt động xét xử, tạo điều kiện thuận lợi và khả năng tiếp cận công lý của người dân, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng. Một trong những bước chuyển quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án Nhân dân hai cấp thời gian qua phải kể đến là việc công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên trang thông tin điện tử của ngành. Theo đó, những bản án, quyết định của tòa có đủ điều kiện sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân các cấp sau khi chính thức có hiệu lực pháp luật và được mã hóa, số hóa, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử. Từ hoạt động này, nhiều bản án quyết định của tòa án hai cấp trong tỉnh sau khi công bố đã nhận được các ý kiến phản hồi của nhân dân. Đây cũng là một kênh giúp lãnh đạo Tòa án Nhân dân các cấp có thêm thông tin giám sát chất lượng bản án quyết định, đánh giá phân loại, sàng lọc những thẩm phán yếu về chuyên môn, thiếu trách nhiệm, qua đó đưa ra những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, định hướng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ban hành những quy định để giải quyết các tồn tại vướng mắc trong áp dụng pháp luật vào hoạt động xét xử. Quý khán giả thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.